Các cách chữa viêm amidan và khắc phục viêm amidan tại nhà Có nhiều cách chữa viêm amidan và khắc phục viêm amidan tại nhà tùy thuộc theo tình trạng bệnh, cũng như biến chứng của bệnh. Một trường hợp viêm amidan nhẹ không nhất thiết phải điều trị, đặc biệt nếu do virus, chẳng hạn như cảm lạnh gây ra bệnh này. Các phương pháp điều trị đối với những trường hợp viêm amidan nặng hơn, có thể bao gồm thuốc kháng sinh hoặc các amidan. Nếu một người bị mất nước do viêm amidan, họ có thể cần truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Thuốc giảm đau để giảm đau họng cũng có thể hữu ích trong khi cổ họng đang lành lại. Dưới đây là các phương pháp chữa trị viêm amidan. Số 1. Các amidan Phẫu thuật cắt bỏ amidan được gọi là phẫu thuật cắt amidan. Nó thường chỉ được khuyên dùng cho những người bị viêm amidan mãn tính hoặc tái phát, hoặc những trường hợp viêm amidan gây ra các biến chứng hoặc các triệu chứng không cải thiện. Nếu bạn đã bị viêm amidan hoặc viêm họng ít nhất 5 đến 7 lần trong năm qua thì việc cắt amidan có thể hữu ích. Phẫu thuật cũng có thể làm giảm các vấn đề về hô hấp hoặc khó nuốt do viêm amidan. Theo một nghiên cứu năm 2017, các amidan có thể làm giảm số ca nhiễm trùng cổ họng ở trẻ em trong năm đầu tiên sau phẫu thuật. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2018 phát hiện ra rằng Người lớn cắt bỏ amidan khi còn nhỏ sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và hô hấp về lâu dài. Các amidan có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh viêm họng liên cầu khuẩn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bị viêm họng và các bệnh nhiễm trùng họng khác sau khi cắt amidan. Amidan của bạn cũng có thể phát triển trở lại sau khi phẫu thuật, nhưng điều này là không phổ biến. Bạn có thể về nhà ngay trong ngày phẫu thuật, nhưng sẽ mất từ 1 đến 2 tuần để hồi phục hoàn toàn. Số 2, thuốc kháng sinh viêm amidan. Nếu nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra viêm amidan, bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh để chống lại nhiễm trùng. Thuốc kháng sinh có thể giúp các triệu chứng của bạn biến mất nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, chúng làm tăng nguy cơ kháng thuốc kháng sinh và có thể có các tác dụng phụ khác chẳng hạn như đau bụng. Thuốc kháng sinh càng cần thiết hơn đối với những người có nguy cơ bị biến chứng do viêm amidan. Nếu bác sĩ kê toa thuốc kháng sinh bạn nó có khả năng trở thành penicillin cho viêm amidan gây ra bởi nhóm Streptococcus. Các loại thuốc kháng sinh khác có sẵn nếu bạn bị dị ứng với penicillin. Điều quan trọng là bạn phải hoàn thành liệu trình kháng sinh đầy đủ. Ngay cả khi các triệu chứng của bạn biến mất hoàn toàn, tình trạng nhiễm trùng có thể trở nên tồi tệ hơn nếu bạn không dùng tất cả các loại thuốc theo quy định. Bác sĩ có thể muốn bạn lên lịch tái khám để đảm bảo rằng thuốc có hiệu quả. Số 3. Phương pháp khắc phục viêm amidan tại nhà Có một số phương pháp điều trị bạn có thể thử tại nhà để giảm đau họng do viêm amidan. Uống nhiều nước Xúc miệng bằng nước muối ấm nhiều lần trong ngày Sử dụng viên ngậm Ăn kem que hoặc các loại thực phẩm đông lạnh khác Giữ dụng máy tạo độ ẩm để làm ẩm không khí trong nhà của bạn Tránh xa khói, khói thuốc lá, thuốc lá, rượu bia, chất cay nóng dùng acetaminophen hoặc ibuprofen để giảm đau và viêm. Sử dụng thuốc xịt họng thay vì viên ngậm cho trẻ nhỏ và luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ dùng thuốc. Số 4, phòng ngừa viêm amidan. Để giảm nguy cơ bị viêm amidan, hãy tránh xa những người đang bị nhiễm trùng. Nếu bạn bị viêm amidan, hãy cố gắng tránh xa những người khác cho đến khi bạn không còn lây nhiễm nữa. Đảm bảo bạn và con bạn thực hành các thói quen vệ sinh tốt. Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người bị đau họng, ho hoặc hắt hơi. Trên đây là các phương pháp chữa trị viêm amidan. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.